chọn một niềm vui, chọn những bông hoa, chọn những nụ cười. Xương khớp bị thoái hóa gây ra viêm khớp, đau nhức xương khớp, viêm xương khớp bách niên kiện chứa chiết xuất cây móng quỷ, vỏ liễu giúp giảm viêm khớp, thoái hóa khớp, tăng khả năng vận động ở người bị bệnh xương khớp. Bách niên kiện dùng cho người viêm khớp, thoái hóa cột sống, đau nhức xương khớp, nhầm, ho, khó thở là triệu chứng ở người mắc bệnh như hen suyễn, viêm phế quản mạn, phổi tắc nghẽn mãn tính. Bảo khí khang giúp giảm tái phát hen suyễn, viêm phế quản mạn, phổi tắc nghẽn mãn tính COPD. Nghiên cứu lâm sàng kết luận bảo khí khang giúp 96,7% người dùng giảm nhầm, ho, khó thở. Máy lọc nước điện giải nóng lạnh robot 6 cấp lọc và 9 tấm điện cực sản xuất tại Hàn Quốc tạo 11 loại nước bổ ích pH 4.5 đến 10.5 giúp cải thiện sức khỏe, tăng cường miễn dịch. Robot người bảo vệ hữu hiệu. Xương khớp bị thoái hóa gây ra viêm khớp, đau nhức xương khớp, viêm xương khớp bách niên kiện chứa chiết xuất cây móng quỷ, vỏ liễu giúp giảm viêm khớp, thoái hóa khớp, tăng khả năng vận động ở người bị bệnh xương khớp. Bách niên kiện dùng cho người viêm khớp, thoái hóa cột sống, đau nhức xương khớp. Xin chào quý vị khán giả của Mỗi Ngày Một Niềm Vui. Quý vị và các bạn thân mến, viêm khớp, đau nhức xương khớp được xem như là căn bệnh dự báo thời tiết, bởi mỗi khi trái gió trở trời thì tình trạng đau nhức lại tái phát và gây ra nhiều phiền toái cho người bệnh. Đặc biệt với những người gặp vấn đề với khớp gối thì sẽ phải chịu đựng những cơn đau dai dẳng và khó chịu. Rất nhiều người bệnh than phiền là cứ thay đổi thời tiết thì đầu gối lại đau nhức, đi lại khó khăn mà không biết nguyên nhân là do đâu và liệu có điều trị dứt điểm được hay không. Để giúp quý vị giải đáp nỗi băn khoăn này, chúng tôi đã mời đến trường quay chuyên gia của chương trình. Và chúng tôi xin được trân trọng giới thiệu thầy thuốc ưu tú bác sĩ Nguyễn Hồng Hải, nguyên phó giám đốc bệnh viện y học cổ truyền Hòa Bình. Đầu tiên xin cảm ơn bác sĩ đã nhận lời tham gia chương trình ngày hôm nay ạ. Vâng, xin chào MC, xin kính chào quý vị khán giả. Và trước khi bước vào cuộc trò chuyện, xin mời bác sĩ cũng như quý vị khán giả hãy cùng xem một phóng sự ngay sau đây. Trên chuyến hành trình tìm đến huyện Củ Chi, thành phố Hồ Chí Minh, chúng tôi được gặp gỡ chú Đặng Như Khoa. Tuổi tác ngày càng cao, cùng với đó là những vất vả trong công việc đã bào mòn ít nhiều sức khỏe của chú, đặc biệt là tình trạng đau nhức khớp gối đeo bám mãi không thôi. Năm 2015 là tôi đã bắt đầu là bị đau rồi. Tôi mà làm công việc mà nặng á, như thí dụ mà phun thuốc sâu hay là vác lúa chẳng hạn thì nó bị nhức hai bên đầu gối. Tôi đi khám ở bệnh viện trung tâm chỉnh hình dưới thành phố Sài Gòn á, thì bác sĩ chẩn đoán là bị thoái hóa khớp gối, có điều trị nhiều nơi lắm rồi, ra tiệm thuốc tây mua thuốc thì về uống thì nó chỉ có đoạn nó giảm đau được từ 5 tới 10 ngày là bắt đầu nó lại đau lại. Thí dụ mà trời mà nó trở trời á, thì nó đau rất là nhiều. Từ ngày mà tôi bị cái đau khớp này nè, thì trong cái sinh hoạt hàng ngày là nó bất tiện lắm. Rồi nhiều khi ngồi xuống rồi đứng dậy là phải chống tay vào cái gì đó mình mới đứng được. Hoặc là tối ngủ á, là nó nhất là phải có một cái gối ôm là để kê cái chân mình lên mình ngủ mới được. Liệu có phương pháp nào giúp chú cải thiện tình trạng đau nhức xương khớp, đặc biệt là khớp gối mỗi khi thời tiết thay đổi hay không? Hãy cùng quay trở lại trường quay để nghe tư vấn từ chuyên gia. Thưa bác sĩ, nhân vật trong phóng sự vừa rồi chia sẻ mình bị đau khớp gối đã nhiều năm nay. Đôi khi di chuyển thì có nghe thấy tiếng lục khục. Mỗi khi thời tiết thay đổi thì thấy đau nhiều hơn và đi lại vô cùng khó khăn. Vậy đây là biểu hiện của bệnh gì? Và tại sao cứ thay đổi thời tiết thì tình trạng đau nhức lại tăng lên ạ, thưa bác sĩ? Có thể nói rằng là bệnh nhân đã bị đau thời gian cũng khá là dài rồi. Vâng. Với cái tình trạng là đau dài này, rồi khi mà vận động đau tăng này, xuất hiện những tiếng lục khục này, rồi khi thay đổi thời tiết thì sẽ đau tăng này. Thì tất cả những cái triệu chứng như vậy thì đó có thể là thoái hóa khớp gối. Chúng ta cũng vẫn cần phải đi khám để giúp chúng ta điều trị kịp thời và làm thế nào đó làm chậm cái quá trình thoái hóa của khớp gối. Có nhiều các cái nguyên nhân, ví dụ như nguyên nhân là khi mà cái thay đổi các cái áp suất trong khí quyển ấy thì làm cho cái tình trạng như là các cái mô của cái khớp nở ra và cái tình trạng đó có thể dẫn ra đau. Được. Hoặc là các cái dây thần kinh cảm giác khi mà thay đổi thời tiết ấy thì nhạy cảm hơn và như thế thì cũng có thể là gây tình trạng đau. Ngoài ra thì chúng ta cũng phải gặp là những cái tình trạng như ví dụ như là ở những người mà ít vận động hoặc là khi thay đổi thời tiết mà nhất là trời lạnh chẳng hạn thì cái việc mà cung cấp máu ở những cái phần đó cũng thể hạn chế đi. Rồi những trường hợp như sức đề kháng giảm, những trường hợp như sức đề kháng giảm thì chắc chắn là cái tình trạng mà đáp ứng với tất cả những cái yếu tố như là vi khuẩn, như là virus thì chúng ta gặp phải rất là nhiều những vấn đề. Và một trong cái điều nữa là độ dày của dịch khớp gối có thể tăng, hay là nói cách khác là giảm các cái dịch tiết của cái khớp gối. Các cái hoạt động của khớp gối này sẽ gặp nên có vấn đề và bệnh nhân sẽ đau tăng hơn.
Vậy tình trạng đau nhức khớp gối mỗi khi thời tiết thay đổi có phương pháp nào để phòng và điều trị dứt điểm tình trạng này không ạ, thưa bác sĩ? Có thể nói rằng là làm thế nào đó để mà điều trị khỏi hẳn cái tình trạng hạp thoái hóa thì phải nói rằng là rất là khó khăn rồi. Tuy nhiên là có thể phòng bệnh và làm giảm hay làm chậm quá trình thoái hóa và giảm đau, có thể tăng cái khả năng vận động thì hoàn toàn có thể. Thì cái điều đầu tiên đó là quá trình vận động. Chế độ vận động nó hợp lý thì cái điều rất là quan trọng đối với bệnh lý về khớp nói chung và trong đó có bệnh lý về khớp gối. Và cái điều thứ hai nữa là chế độ dinh dưỡng. Chúng ta biết rằng là phải giảm bớt các cái chất mỡ béo, đặc biệt là chất mỡ từ động vật, và thay bằng các cái dầu ăn từ thực vật, các cái omega từ các cái cá, đặc biệt những cá biển, bổ sung các cái lượng đạm từ các loại đậu chẳng hạn, thì đây là cũng đều là cái dinh dưỡng rất là cần thiết. Tùy từng cái giai đoạn của bệnh lý của khớp mà chúng ta có thể sử dụng các cái biện pháp chườm nóng hay chườm lạnh để giúp cho cái việc hỗ trợ và tăng cường dinh dưỡng cho khớp, và nên phối hợp với các cái thảo dược tự y học cổ truyền để giúp cho kháng viêm từ tự nhiên có tác dụng giảm đau và có tác dụng làm bảo vệ sụn khớp, phải tăng quá trình tái tạo khớp, và như vậy thì nó cũng giảm các tác dụng phụ. Thì tôi nghĩ rằng đó là cái lựa chọn chúng ta nên làm. Bác sĩ có nhắc đến sử dụng thảo dược thiên nhiên để điều trị căn bệnh đau xương khớp. Vậy bác sĩ có thể thông tin cụ thể hơn về phương pháp này cho nhân vật cũng như là khán giả được biết không ạ? Chúng ta biết rằng là hiện nay thì chúng ta biết là trên thị trường có cây móng quỷ. Các cái nhà khoa học người Đức người ta đã chiết xuất thành công cái chiết xuất từ cây móng quỷ đã được hoạt chất hapocosit. Và hapocosit có cái tác dụng là ức chế các cái chất trung gian hóa học gây viêm, do đó có tác dụng giảm viêm, kháng viêm tự nhiên và ức chế các enzyme phá hủy sụn khớp và tăng cường tái tạo collagen, do đó có tác dụng bảo vệ sụn khớp rất là tốt. Hiện nay thì Hiệp hội Thảo dược Đức đã công nhận cây móng quỷ là thuốc thảo dược. Và một cái hoạt chất thứ hai cũng rất quan trọng, đó là salicin từ vỏ cây liễu trắng, có tác dụng kháng viêm, có tác dụng giảm đau rất là hiệu quả. Và một cái điều đặc biệt là khi phối hợp cả hai hoạt chất này thì có cái tác dụng kháng viêm, có tác dụng giảm đau, có tác dụng tăng tái tạo sụn khớp và tăng tái tạo collagen. Chúng ta có thể điều trị trong trường hợp như thoái hóa khớp, như là viêm khớp, rồi những giảm đau trong khớp, và rất là hiệu quả và không có tác dụng phụ. Nên có thể nói rằng là hai hoạt chất này có thể nói ứng dụng điều trị trong bệnh lý xương khớp rất là tốt. Và đặc biệt là trong cái quá trình điều trị các bệnh lý về khớp hoặc các bệnh lý nền khác thì chúng ta hoàn toàn có thể sử dụng được và không có tác dụng phụ. Xương khớp bị thoái hóa gây ra viêm khớp, đau nhức xương khớp, viêm xương khớp Bách Tiền Kiệt chứa chiết xuất cây móng quỷ và vỏ liễu giúp hỗ trợ giảm nguy cơ viêm khớp, thoái hóa khớp, làm chậm quá trình thoái hóa xương khớp, tăng khả năng vận động ở người bị bệnh xương khớp. Bách Tiền Kiệt dùng cho người bị viêm khớp, thoái hóa cuộc sống, đau nhức xương khớp. Quý vị muốn mua viên xương khớp Bách Tiền Kiệt hãy gọi tới tổng đài 1800 6802, xin nhắc lại 1800 6802 để đặt hàng, hoặc tới nhà thuốc lớn hỏi mua đúng sản phẩm viên xương khớp Bách Tiền Kiệt. Thực phẩm này không phải là thuốc, không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh. Và sau đây chúng ta hãy cùng quay lại xem nhân vật trong phóng sự của chương trình ngày hôm nay đã cải thiện như thế nào sau khi lắng nghe những tư vấn đến từ chuyên gia. Trải qua quá trình dài tìm kiếm phương pháp điều trị, chú Khoa đã cải thiện được tình trạng đau nhức khớp gối của mình. Đó là thành quả của quá trình kiên trì sử dụng thảo dược thiên nhiên như chuyên gia đã tư vấn. Không còn bị các cơn đau nhức đeo bám, chú Khoa đi lại vận động dễ dàng hơn, sức khỏe, mọi sinh hoạt trong cuộc sống cũng tốt lên rất nhiều. Sau khi được chuyên gia tư vấn, tôi thấy trong người tôi bệnh tình thuyên giảm rất là nhiều. Xương khớp bớt đau, tôi đi lại vận động dễ dàng hơn rất nhiều. Mỗi khi thời tiết thay đổi, tôi không còn cảm thấy đau nhức như lúc trước nữa. Hiện tại tôi vẫn đi làm ruộng và phụ giúp vợ con bình thường. Ban đêm tôi ngủ rất là sâu giấc, không còn trằn trọc và phải kê gối lên chân mới ngủ như lúc trước. Còn bây giờ thời lượng của chương trình cũng đã hết. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị vào những số tiếp theo của Mỗi Ngày Một Niềm Vui.